Hello anh em, bây giờ mình sẽ làm một cái clip ngắn ngắn thôi cho mọi người cùng xem để chúng ta sẽ phân tích về một tình huống mình khá là ấn tượng trong trận đấu giữa NC và Team Liquid ở map thi đấu Opat trong trận chung kết giải IM Chicago vừa rồi. Đây, IM Chicago, Chicago. Đấy. Đây là một tình huống mà thằng Nitro cầm USP và X7 cầm SG553 có giáp 2, còn Nitro thì không có giáp. Một pha xử lý 1v1. Vậy là chúng ta sẽ tua nhanh trận đấu. Đầu tiên thì tôi sẽ cho các bạn hiểu cái round đấu này nó diễn ra như thế nào một chút để nó đỡ bị ngỡ ngàng. Đây là một round đấu mà NC đánh các bóp xe B. Đấy, một góc nhìn có lẽ là các bạn sẽ xem được nhiều thứ. Liquid trong round này thì họ bắn có 3 người phốc bay. Twist thì lên Deagle không giáp. Nitro thì bắn USP Full Eco, thằng Nitro giữ tiền. Nghĩa là nếu mà thua round đấu này thì bọn Liquid round sau nó sẽ Eco một round nữa. Và đến round điều thứ 3 nó sẽ buy. Nitro nó giữ tiền là vì nó là player bắn AWP. Đấy, một đổi một luôn, Elite đổi một mạng của Sergey. Nào, chúng ta xem tình huống đánh B này của team NC như thế nào. Đấy, có một người đi B-Long này, các bạn thấy. Một B-Long, Stewie đối đầu một người Alu giết một này. Stewie đổi một này, đổi mạng rất tốt này. Stewie đứng một góc rất hay, đẩy ra bắn chết Aerial. Và đây là tướng 1v1. À, các bạn thấy Alex CB đối đầu với Stewie, thằng này ném con lửa khá là khôn. Đấy, thằng này vẫn nhà check. Thằng Stewie cũng kê. Đấy, một pha đấu trí, nhưng đây là một tướng đẩy ra rất hợp lý của Stewie. Đấy, các bạn xem nó xử lý như nào. Đấy, nhá lên không thấy phát đầu, đẩy thẳng ra khu vực B long luôn. Ở đây có một khẩu AK. Và Stewie nó đoán được điều gì đó, nó đoán rằng không có người. Đây là một pha di chuyển rất là thông minh của Stewie. Alex CB thì không hề nghĩ rằng Stewie lại ở đây. Đấy, thằng Alex CB lúc sau có phán đoán ra nhưng không kịp. Còn đây là pha bắn quá tốt của X7 mặc dù Stewie đã kê lại. Và giờ thì câu chuyện nó chỉ còn lại ở Nitro với X7 thôi. Câu chuyện nó chỉ còn lại dành cho Nitro và X7. Nitro nó đã nghe đến tình huống này. Chúng ta hãy xem thằng Nitro. Đó, thằng Nitro một viên vào mồm, thêm một viên vào mồm, bắn quá tởm. Đây là một cái round đấu mà tôi chỉ có thể nói một điều thôi. Thằng Nitro hơn được thằng X7 là thằng Nitro có thông tin. Nghĩa là thằng Nitro là người bắn chủ động hơn, biết X7 ở đâu. Nhưng vấn đề là góc đứng thằng Nitro không phải là quá đẹp. Đấy là một cái góc đứng không phải là quá đẹp. Nhưng thằng Nitro vẫn có thể giết được thằng X7. Mà thằng Nitro lại còn cầm USP, không có giáp này, rất bị động. Thật sự đây là một pha xử lý mà Nitro đứng ở vị trí thiệt thòi hơn rất nhiều. Nhưng mà nó vẫn làm được một điều gần như là không tưởng. Nó giết một thằng có giáp 2 bằng một khẩu USP ở một tốc độ rất là cao. Giờ thì tôi sẽ tua lại tình huống này xử lý của Nitro để các bạn hiểu vấn đề góc di chuyển của Nitro trong nào đâu này. À, Nitro back về lúc khi mà tình huống 2v2 thì sau đó thì không thấy địch đâu. À, đấy, ngồi kê. Đây là một round đấu bắn USP không giáp, back lên A. Sau đó thì thằng Stewie khi mà nó giết người. À, thằng Nitro nó chỉ đứng đây thôi. Đây là một vị trí có thể back up rất nhanh. Nếu đứng trong mama thì hơi tù. Đấy, nó biết có B bắt đầu nó chạy về luôn. Và khi mà thằng Stewie bắn chết phát thằng Nitro nó chủ động nhảy xuống nước luôn. Rất nhanh chóng các bạn thấy không, nhảy xuống nước luôn để lấy một vị trí tiên cơ. Chứ nếu tình huống này thằng Nitro lại đứng ở trên tower kê. Okay. Có một đặc điểm là các player Việt Nam có một cái thói quen rất là xấu, đó chính là khi mà có thông tin về địch, khi mà có cơ hội, có vị trí đứng đẹp hơn, có tham minh để xử lý tình huống thì họ toàn chọn cho mình những góc tệ vãi lồn. Và thằng Nitro thì nó thông minh trong tình huống này, nó nhảy ngay xuống nước. Tại vì đơn giản sao, sẽ là một tình huống mà thằng X7 chưa nghĩ rằng là đối phương có thể back up nhanh đến như vậy. Xuống nước để các bạn lấy tiên cơ cái đã. Đấy, tại X7 thì cũng cẩn thận đi B lo. Đây là thằng Nitro nó nghe thấy. Này, chúng ta sẽ chậm lại để tôi sẽ quay cả góc của X7 và cả Nitro cho anh em xem. Đấy, thằng X7 thì nó cũng đấy, nó check các góc, nó sẽ check tất cả các góc của tiếng này. Nó sẽ cố gắng clear nước trước bởi vì còn đến 25 giây. Và check cả ABC đàng hoàng. Nhưng mà vấn đề là thằng X7 đang di chuyển, đang chạy vào thì thằng Nitro đúng tham mình. Lên là bắn phát vào đầu luôn. Đấy các bạn nhìn đấy, một thằng đã di chuyển và một thằng ngoi lên chỉ có bắn thôi. Đấy, thằng X7 của này rất bị động và hai viên USP vào mặt liên tục. Đây là một tiếng bắn theo tham minh của Nitro. Tham minh rất chuẩn. Tham minh khi mà X7 đang chạy thì Nitro bắn. Có nghĩa thằng Nitro hơn ở X7 được đúng cái tiên cơ. Còn lại tất cả những mảng khác thì nó đều bị động hơn. Tuy nhiên thì với chỉ một khẩu USP không có giáp, thằng Nitro lại làm được điều đó, một điều rất là không tưởng. Trong pha đấu súng này các bạn thấy rằng cái kỹ năng của bên phía team Liquid giờ nó hoàn hảo đến như thế nào. Nó chỉ cần có một chút lợi thế thôi là chúng nó có thể xoay chuyển cục diện.
với một con người. Đây là một ví dụ điển hình. Đó là lý do tại sao mà hiện tại Liquid mạnh đến như vậy. Cả 5 player đều đang bắn rất bay và không có một ai đang gặp vấn đề về phong độ cả. Tất cả đều đang có phong độ rất là cao. Thôi ok, như vậy chúng ta sẽ kết thúc cái clip này thôi. Ngắn